Chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn có buổi họp trực tiếp và trực tuyến với lãnh đạo các cơ quan đơn vị du lịch, hãng hàng không và các đơn vị liên quan về việc chuẩn bị mở lại các đường bay quốc tế đến thành phố Đà Nẵng năm 2022. Do tác động của dịch bệnh, kể từ tháng 3 năm 2022, các đường bay quốc tế đến Đà Nẵng đều tạm dừng, chỉ khai thác các chuyến bay nhân đạo. Hiện nay Đà Nẵng đang tăng cường các đường bay nội địa và khai thác 8 đường bay với tần suất 325 đến 340 chuyến một tuần với các chặng Hà Nội, Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hải Phòng, Nha Trang, Đà Lạt, Buôn Mê Thuột, Phú Quốc. Nhiều hãng hàng không cho biết sẽ đẩy nhanh tiến độ khai thác các chặng bay quốc tế đến với Đà Nẵng. Hãng Vietnam Airlines cho biết, tùy vào tình hình thực tế, sớm nhất dự kiến là tháng 4. Singapore Airlines cho hay là từ ngày 27 tháng 3, còn Vietjet Air đã sẵn sàng nguồn lực để khai thác các chuyến bay quốc tế, sớm nhất là đến Thái Lan, Malaysia và Singapore. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn đã ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đơn vị doanh nghiệp du lịch về việc mở lại các chuyến bay quốc tế, đồng thời cam kết sẽ nỗ lực tháo gỡ những khó khăn mà các đơn vị đề xuất. Phó Chủ tịch cũng yêu cầu Sở Du lịch và các đơn vị truyền thông triển khai các hoạt động và tập trung quảng bá điểm đến du lịch Đà Nẵng. Hỗ trợ thúc đẩy xúc về cái việc quảng bá truyền thông để cái thông tin đến để biết được Đà Nẵng là chúng ta cũng đã sẵn sàng cho việc mở cửa đón khách quốc tế các hoạt động cũng sẽ diễn ra bình thường đề nghị các hãng hàng không Việt Nam Airlines hãng hàng không quốc gia đấy rồi hãng Vietjet Bamboo rồi Số các hãng, đấy, ngay cả Qatar nữa, đề nghị sớm, thúc đẩy nhanh đấy, các chuyến bay, mở lại các chuyến bay đến Đà Nẵng đấy, và thời gian, đưa vào chương trình lộ trình có kế hoạch sớm nhất. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề nghị các hãng hàng không thúc đẩy các đường bay như từ Việt Nam đi Bangkok, Lào, kết nối từ các đường bay châu Âu về Việt Nam, xúc tiến các đường bay Nga, đồng thời nhấn mạnh cố gắng trong tháng 3 phải có nhiều chuyến bay quốc tế. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề nghị Sở Y tế sớm công bố phương án phòng chống dịch và cách ứng xử với du khách khi có ca nhiễm. Cả các đơn vị, cả doanh